Hai số bạn chào mừng các bạn đến với chương mình là Help Women đây, và hôm nay mình sẽ dạy các bạn cách khi file path của các bạn bị lỗi trong phần thư mục Flexbar thì chúng ta phải làm như thế nào để bật được cái màn hình 120Hz và tăng Ampass cho iPhone nhé. Ok, thì đầu tiên các bạn vào ứng dụng Flexbar như cũ cho mình, rồi sau các bạn bấm dưới cổng trên đây, bạn bấm rồi sau các bạn thấy hiện lên ra như thế này, thì bạn vuốt xuống cái phần tuần qua này cho mình nhé. Thì nếu như mà cái file path kia của các bạn chưa bị lỗi á, bạn chụp lại cho mình cái phần 120Hz và tăng Ampass cho iPhone. Tại vì trước đó là 2 tuần trước á, là cái file path trong cái Flex 3 này của mình không bị lỗi, nhưng do mình tắt để tối ưu hóa hiệu năng cho iPhone á, tắt nhiều quá, bởi vì nó đâm ra là bị lỗi 3D Touch nè, rồi lỗi không thể nào vào được game Liên Quân nè, rồi lỗi lỗi Live Photo nữa, ba lỗi. Nhưng mà ba lỗi đó mình rất cần thiết, không có là thôi luôn. Rồi sau các bạn bấm vào phần System giùm mình, các bạn bấm vào phần Add Unit giùm mình nhé. Đây, Add Unit. Ok, bạn ứng vào giùm mình. Rồi sau các bạn vuốt xuống, các bạn thấy phần UKit Core, các bạn ứng vào giùm mình nhé. Thì cái này là mình vọc máy nên là mình mới biết được nha các bạn, chứ trên YouTube ở bên nước ngoài á, nó cũng không hướng dẫn luôn, chỉ có mỗi mình là hướng dẫn. Đây UKit Core nha các bạn ứng vào giùm mình. Rồi ok, nó sẽ hiện ra như thế này, thì các bạn bấm vào trên đây vừa tìm kiếm, các bạn bấm vào Windscreen. Chữ Y các bạn bắt buộc phải viết hoa luôn nha thì nó mới ra nha các bạn. Windscreen. Ok, nó sẽ hiện ra Windscreen Mode và Windscreen thường nhé các bạn. Đây Windscreen thường, các bạn có bấm vào Windscreen thường giùm mình, thì các bạn vuốt xuống, các bạn thấy phần Refresh Rate với lại phần Maximum Frames Per Second á, các bạn ấn vào hai cái thứ đó giùm mình, và các bạn ấn vào cái phần Display trên đây luôn. Các bạn vuốt chừng nào cái phần Display thì các bạn ấn vào giùm mình nhé. Đây Display đây, các bạn ấn vào giùm mình. Rồi sau các bạn ứng vào cho mình cái Refresh Rate và Maximum Frames Per Second luôn nhé. Ok, thì do mình đã làm rồi nên mình sẽ không làm nữa. Rồi sau các bạn thay đổi cái giá trị cho mình nhé. Đây mình sẽ dẫn các bạn cách thay đổi luôn. Delete Cancel màn 100Hz này, thì các bạn ấn vào phần Refresh Rate, bạn lên cho mình là 95Hz hoặc là 120. Như máy của bạn nào mạnh á, iPhone 7 Plus trở lên á, thì bạn lên 120 luôn cho mình. Còn máy nào dưới iPhone 7, iPhone 6S, iPhone 6 hay là iPhone 6 Plus á, thì bạn để cho mình là 95Hz thôi. Rồi tiếp tục thì cái Maximum Frames Per Second, thì cái này là cái phần FPS, tăng tốc độ khung hình cho iPhone á, bạn lên 3 đơn vị cho mình thôi là 98. Còn 120Hz á, thì các bạn lên 123 cho mình. Đấy, ok. Rồi sau các bạn bấm on lên, các bạn ghi các bạn ghi screen lại máy thôi. Ok, tiếp tục thì cái phần tăng Ampass cho iPhone nhé. Ok, tăng Ampass cho iPhone thì bạn bấm ấn dấu cộng như thường, bạn vui sướng, các bạn thấy phần System qua ứng vào Add Unit đây. Rồi sau các bạn vui xuống, các bạn thấy phần Audio Toolbox thì các bạn ứng vào giùm mình nhé. À đây Audio Session chứ, xin lỗi các bạn, Audio Session nha các bạn, ấn vào giùm mình. Ok, thì tốc độ thì AV Audio Session đây luôn. Rồi sau các bạn thêm giùm mình cái Sample Gain. Tiếp tục thì Sample Gain là cái đầu tiên nha các bạn. Quên, mình đã thêm rồi mà. Nào, Sample Gain nha các bạn. Và cái tiếp theo á là cái Device Sample Gain dưới đây, rồi Set Pre-Purged Input Sample Gain này cũng vậy, các bạn thêm những cái này cho mình. Rồi thêm cho mình cái Don't Buy Add Mode luôn nhé các bạn. Ok, rồi sau đó các bạn giảm xuống cho mình là 37Hz để tăng Ampass cho iPhone đấy, mà công nhận có tác dụng thực sự nha các bạn. Đấy, các bạn giảm xuống 37Hz cho mình hết luôn. Còn cái phần Don't Buy Mode nè thì các bạn để pass sound giùm mình nhé. Pass sound là áp dụng á, áp dụng cho máy,
Outbeat Samurai cũng để 37 hết cho mình luôn nha. 37 thôi nha các bạn, không được để 37 hết nha, nó sẽ bị lỗi. Rồi sau các bạn bấm on lên và các bạn reset lại máy thôi. Screen lại máy. Đấy, vừa lắc. Rồi ok. Tiếp tục thì các bạn vào visa cho mình. Rồi visa rồi. À đây đây, visa đây. Visa. Rồi các bạn đợi nó lag. Thì cái phần này clip chứ mình đã hướng dẫn rồi nha các bạn, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn lại cho các bạn rõ hơn. Đầu tiên các bạn vào phần system, các bạn bấm vào phần library. Rồi sau các bạn phút xuống. Các bạn thấy phần framework thì các bạn ấn vào cho mình nhé. Đây framework, framework đây. Ấn vào rồi sau các bạn vuốt xuống, các bạn thấy phần audio toolbox, framework ở đây, các bạn ấn vào. Và sau các bạn vuốt xuống các bạn thấy phần VI là Việt Nam á. Nếu như bạn nào ở phần Việt Nam á thì để thì ấn vào VI cho mình. Rồi sau các bạn giảm xuống cho mình là 37Hz. Best 37Hz, normal 37Hz. Cái sample guide dưới đây là 37, các bạn để 37 thôi nha. Còn cái quality là 37Hz. Quality setting for the sample guide là 37 luôn. Rồi, các bạn bấm lưu. Rồi, sau đó các bạn chờ một tí rồi các bạn bấm xong. Rồi tiếp tục thì các bạn tới phần converter anh em nhé. Ok. Các bạn bấm vào phần sample guide converter 37 37 giờ mình, bạn bấm lưu. Bấm xong. Đấy. Rồi nếu như các bạn nào ở phần Pháp á thì các bạn làm giống như hồi phần Việt Nam thôi, không khác gì nha các bạn. Mình đang ở phần Pháp nên là mình để phần Pháp đây. FG ở trên đây và FG dưới đây nha các bạn. Các bạn đổi hai cái cho mình luôn. Converter setting và để giống như bản Việt Nam. Cầm bóng lưu rồi sau đó xong thôi. Ok, nếu như các bạn thấy clip này hay thì bạn nhớ like, share, subscribe và nhớ để lại comment bên dưới cho mình nhé. Ok, bye bye các bạn.